vậy luôn. Chụp chân gà luôn hả? Dễ thương quá nhờ, chết rồi. Nãy chị chưa kịp gọi lại cho chị Thuyến nữa. Ngọc Thảo chưa có hôn, chưa có hôn tôi. Hi, hello Miss Mongolia. You are so sweet and good as well. Are you back to Louis? Biết vụ 200 ngàn chưa? Xin miếng bánh tráng đi, phần đời không có bánh tráng. Chị đang có ăn chè Thái thôi. Trừ lương. Chưa kịp đi nhậu. Phải đi làm rồi. Kể trên này luôn đi. Đổ hàng ngủ nhà Ngọc Thảo xong sáng để lại 200 ngàn tiền tiếp. Trẻ vậy? Trời ơi, Thảo nó có nhiêu đó luôn hả? You're still in Japan, it's so cool. I always remember you. Who always miss you? You're coming back to your country, which is Mongolia, or are you going back to France? I can't wait to visit you as soon as possible. Qua Hiệp Bình Chánh ăn chân gà với em chị Thúy và Thị này hơi xa, chị đang ở sân vận động. Hello Tài, miss you. Có điều gì mà em cảm thấy hối tiếc khi chưa làm được khi thi đến Nhật không? Em
thế là đã làm đủ mọi thứ mà em mong muốn rồi. Bắt chè, bắt xôi, xoài. Thở giá 200 nghìn. Chè ngon, chè ngon. Sao chị thấy chị cũng hả, chị có phải để lại đồng tiền nào? Chị không tiếp gì hết em ạ, Thảo nó nói nó không cần tiếp gì mình. Virgin Tree. Hello. Là không có để lại nó. Việt Nam Virgin Tree hãy đi tắm đi ạ. À? Hay là có muốn like chung không ạ? À? Tôi cũng hóng bà về với Việt Nam đó bà Linh ơi. Hello, hi, hello beautiful, how are you? Hello, hello Ting Yi, how are you? I miss you too. I miss you too. I miss you too, Ting Yi. I've seen your photos in Taiwan. They look so lovely. Your mom is too. Không nhớ gì mà chuyện bỏ tiền lại luôn á. Xong rồi còn hai má Tứ Thiện với lại má Lê Anh Tài hẹn nhau mà hẹn ngay trong chat của tôi. Fan có thích nhạc đôn chè giật giật giống Hà không? Không nha. Chậu chị hung dữ quá, đúng rồi em ạ. À. Chậu chị ngồi vô đó là bị cắn đó em. Hope you are doing well as well. Thiên Nhi. I miss you so much. Looking forward to meet you in Taiwan as well. I really want to go to Taiwan again because it has so many bubble tea places and I'm a big fan of bubble tea. Actually, I'm drinking one right now and I heard that in Taiwan, there are a lot of places, and the milk tea is much, much better. Nào nhậu nói em gửi một thùng Tiger qua nha, gửi đi em, sắp tới Tết rồi. Chị mà em thi tiếng Pháp mà giờ em không biết đọc A cộng. Chị cũng không biết chữ A cộng đọc sao. Quen quen á mà tự nhiên quên hết rồi. I will text you of course. Chị ơi, cho em số điện thoại của anh trai chị đi ạ. À. Hay quá, tôi đâu có bán rẻ đâu đây. Ở đây được. Ở đây có Trần Vũ Thùy Trinh đặt cọc trước rồi. Hello anh Hoàng Nhật Anh. Mọi người ơi, nếu tất cả những ai mà mong muốn được tìm hiểu thêm và cũng như là có thêm tin tức về Việt Nam Basin Tree này thì chúng ta có những cái trang và những cái kênh rất là hay, ví dụ như là chúng ta có thể lên Facebook và vào hội nhóm vũ trụ hoa hậu của anh Hoàng Nhật Anh. Đó, chúng ta sẽ vào trong đó, chúng ta follow và đọc được những cái tin rất là bổ ích. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái trang như là Việt Nam Basin Tree. Phương Anh cũng rất là thích những cái trang như vậy để mà mình có thể vừa cập nhật thêm tin tức và cũng như là ủng hộ cho tất cả các đại diện sắp tới đi thi. Thì chẳng thấy chị tiếc nuối gì hết em ạ. À. Chị thấy chị đã thi hết sức mình và đã có một khoảng thời gian rất là ý nghĩa. Final Walk, mở nhạc Em Trong Mắt Tôi đi. Ok luôn, để nói anh em cho Ngọc Thảo hát. Thôi bye bye mọi người nha, Phương Anh xin phép được đóng livestream tại đây. Bye bye mọi người. Em chào cả ông. Bye bye mọi người nha. Hồi nãy chào xong rồi giờ chào lại nha. Trinh chào cái luôn nha Trinh. Bye. Bye. Bye bye.